Dạ vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Mạn Audio Một kênh chuyên các loại phụ kiện âm thanh hàng bại hàng tuyển chọn nhé Và trong video ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục giới thiệu cho tất cả bác Những mẫu dây AV và dây 3.5 quân sự mạ bạc nhé Hàng bại mỹ nha các bác Và những dòng dây này thì hôm trước bên em đã có video Thì hôm trước thì em bên em được cả 3 bộ dây AV thôi và cũng một ít bộ dây 3.5 thôi và em đăng lên thì trong vòng chưa đầy 2 tiếng thì bên em bán cực kỳ là nhanh nhé và có rất là nhiều bác điện thoại đặt hàng nhưng mà hết hàng thì đáp ứng cái nhu cầu của tất cả bác thì bên em lại tiếp tục về thêm và lần này thì bên em về được hai phiên bản đầu rắc nha đầu rắc monster này đây như thế này và đầu rắc như cũ này đầu rắc lúc đỡ này giờ về thêm đầu rắc này nhé và số lượng lần này thì em về được hai 4 6 8 10 Em về được 12 đôi dây AV Quân sự mạ bạc Dây này các bác sử dụng cho phòng thu Rất là hay nhé Vừa nghe nhạc vàng Vừa sử dụng phòng thu Tiếng cực kỳ là chất lượng nha các bác Và còn một ít đó là những bộ dây 3.5 này Cũng còn 8 sợi nhé 8 sợi chiều dài 2 mét nhé những bộ dây như thế này cho chất âm của nó sáng sặt và chi tiết nha các bác chất âm đều ba dại, thiên sáng đó bác nào muốn cải thiện uh, dại trên chất âm của mình đang còn tối muốn uh, tiếng sáng tiếng sạch sẽ thì có lẽ đây là một lựa chọn quá chuẩn luôn nha các bác quá chuẩn xác nhé thiết kế nhỏ gọn vậy thôi nhưng chất lượng cực kỳ là vượt trội nha một đôi dây AV như thế này chiều dài của nó là một mét nha các bác và nó có hai phiên bản đầu rác này đây hai phiên bản đầu rác nha đây một phiên bản đầu rác là monster một phiên bản là đầu rác này loại đầu rác này thì nó hơi nhỏ gọn xíu nữa nó nhỏ gọn cái này nó to hơn đều là rác mạ vàng cực kỳ là chất lượng cho độ tiếp xúc cực kỳ là cao nhé và cái này người ta thiết kế như thế này đan lại với nhau thì giống như những sợi dây của hãng Kimber người ta đan như thế này cũng có lý do của nó hết vừa giảm trợ kháng cho dây cũng như là tăng độ truyền dặn cực kỳ là chất lượng nha các bác cực kỳ là chất lượng nha đây tem monster này dây mạ bạc tinh khiết đó đồng mạ bạc tinh khiết 100% nhé tỷ lệ bạc rất là cao đây, số lượng từng này nhé. Thì video trước thì có nhiều bác điện thoại đặt hàng nhưng mà hết hàng. Thì giờ các bác có thể liên hệ lại cho em. Và bên em sẽ gửi hàng cho tất cả bác nhé. Đó, thì số lượng chỉ có được 12 sợi thôi, không có nhiều nhé. Và bây giờ em sẽ báo giá luôn. Giá của sợi dây AV này, nó có giá là 500 ngàn một đôi nhé. Một đôi 500 ngàn. Và dây 3 năm giá của nó là 480 nhé. Và khi các bác mua combo như thế này Giá của nó sẽ là 900 hai đôi AV Giá cũng là 900 ngàn Hay là hai đôi 305 Giá cũng 900 nhé Còn nếu các bác mua lẻ thì 408 này Đôi này là 500 ngàn Đó Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé. Số điện thoại Zalo duy nhất của em là 0969569157 nhé. Và trước khi em kết thúc video ở đây thì các bác nhớ đăng ký kênh cũng như là ấn like để ủng hộ cũng như là theo dõi những video mới nhất em đăng lên mỗi ngày. Rồi chào các bác hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.